Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Nội Winter. Như tiêu đề thì các bạn đã thấy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 chiếc tản nhiệt nổi bật nhất trong tầm giá 1 triệu đồng. Thì chủ đề này đã được lên ý tưởng từ một bình luận của bạn khán giả. Bạn hỏi rằng là mùa đông này thì Hà Nội Winter có khuyến nghị gì về những chiếc tản nhiệt nào mà ngon bổ rẻ hay không? Thì hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cái chủ đề đấy. Và chắc không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ. Toàn bộ những chiếc tản trong danh sách này thì sẽ không được bọn mình khuyến cáo sử dụng chung với những CPU cao cấp như kiểu là Core i9-9900K hay là Ryzen 9-3900X. Và riêng đối với những chiếc CPU cao cấp như vậy thì các bạn vẫn nên chọn cho mình chiếc tản Custom hoặc là All-in-One thì sẽ tốt hơn. Và những chiếc tản này sẽ phù hợp chạy cho những CPU từ 9700K hoặc là 3700X trở xuống. Và dĩ nhiên là tốt nhất vẫn sẽ là những CPU mà không có hộ tố X và K ở đằng sau tên của chúng. Ở tầm giá 300.000 thì mình có ứng cử viên đầu tiên ở đây, đó chính là chiếc ForGame G500. Đây là một chiếc tản nằm ngang giống hệt với tản stock. Tuy nhiên thì nó đã có một số cải tiến ở chỗ là cái quạt tản nhiệt nó đã to hơn tản stock khá là nhiều. Tiếp theo là cái phần lá nhôm thì nó đã có một cái lá nhôm dày hơn, nhiều hơn và được sơn màu đen đẹp mắt. Tuy nhiên thì cái phần đế tản nhiệt thì nó vẫn là cái đế tản nhiệt bằng nhôm mà thôi, nó giống hệt với tản stock, không gì khác biệt cả. Đối tượng mà chiếc tản này hướng đến đó chính là những ai đang sử dụng những chiếc CPU như kiểu là Core i5-9400F trở xuống và đang muốn thay thế chiếc tản stock của mình bằng một chiếc tản có RGB đẹp mắt hơn. Thì ở đây thì nó cũng là một cái hạn chế của chiếc tản này khi nó chỉ hỗ trợ là các socket của Intel 115X mà thôi, và nó không hỗ trợ những chiếc CPU AMD hay là những chiếc CPU khoảng là Intel 775 đời cũ về trước. Nhưng mà với giá 300.000 thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm vẫn rất là tốt cho những ai đang có ý định thay thế chiếc tản stock của mình mà không cần phải lo lắng quá nhiều về chi phí. Nếu bạn vẫn chưa hài lòng lắm với ngoại hình của chiếc G500 thì chúng ta hãy cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Ở đây thì mình có chiếc ID Cooling SE214. Đây là một sản phẩm là có giá 379.000 đồng, tức là chỉ hơn chiếc G500 ở đây một chút. Tuy nhiên thì nó đã có một cái thiết kế khá nghiêm túc và đẹp mắt ở trong cái tầm giá này rồi. Đây là thiết kế tản đứng và nó có hệ thống 4 ống đồng rất là đẹp và hứa hẹn là sẽ cho một cái hiệu năng cực kỳ tốt. Chúng ta sẽ có một đèn LED 12cm ở đây và nó có khả năng phát sáng LED đỏ. Đồng thời là ở phần đế tản nhiệt thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có 4 ống đồng tiếp xúc trực tiếp với CPU. Và cái đối tượng mà chiếc tản nhiệt này hướng đến sẽ chính là những bạn nào sử dụng những chiếc Core i5-9400F trở lên hoặc là Core i5-9600K. Và mình kỳ vọng là với thiết kế này thì nó sẽ chạy tốt được với cả i7-9700K. Cái nhược điểm của chiếc sản phẩm này là nó sẽ chỉ hỗ trợ là socket 115X mà thôi, và nó không hỗ trợ là các CPU của AMD cũng như là các CPU Intel đời cổ như là Intel 775. Cho nên là các bạn nếu đang sử dụng AMD hay là những cái sản phẩm CPU Intel đời cũ thì các bạn có thể bỏ qua sản phẩm này. Tiếp tục đến với mức giá 600.000 đồng thì chúng ta sẽ có chiếc tản nhiệt Deepcool Gamma 400 mà mình đang có ở đây. Như các bạn đã thấy thì nó có một cái thiết kế không khác gì lắm so với chiếc ID Cooling SE214 mà mình đã nói ở phần trước. Vẫn là hệ thống tản đứng có quạt LED 12cm ở đây và cũng là LED đỏ. Và hệ thống tản nhiệt thì vẫn là 4 ống đồng tiếp xúc trực tiếp với cả CPU ở mặt bên dưới. Tuy nhiên thì nó sẽ có gì khác biệt so với chiếc ID Cooling SE214? Đó chính là nó hỗ trợ rất nhiều socket, bao gồm cả socket AM4 cũng như là socket dành cho những cái hệ thống server như là 2011, V3 và 2066 đời mới. Tuy nhiên thì cái mà mình không hài lòng ở sản phẩm này đó chính là trong khi lắp đặt thì cái ở socket 115X ấy, tức là socket được các bạn sử dụng nhiều nhất, thì cái cách lắp của nó không khác gì so với cái tản stock cả. Vẫn là có một cái gá và các bạn bấm 4 cái chân ốc vào thôi. Thì cái thiết kế này nó sẽ do mình một cái cảm giác là không yên tâm khi sử dụng, và với một cái trọng lượng cũng thấy khá là nặng như đây thì nó sẽ có cảm giác là nó sẽ không ảnh hưởng tốt đến cái main trong thời gian lâu dài. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm cực kỳ nổi tiếng đến từ Cooler Master, đó là chiếc Cooler Master Hyper 212X mà mình đang có ở đây. Thì đây là một chiếc tản mà khi mới cầm lên thôi các bạn sẽ cảm nhận được cái sự cao cấp của nó, bởi vì trọng lượng khi cầm lên tay nó rất là nặng. Và đặc biệt là mình thích ở đây đó là chiếc quạt. Nó thiết kế dạng gài và nó rất dễ là để tháo lắp trong khi mà các bạn đang muốn vệ sinh nó. Và cái thiết kế này nó tuy là chỉ dạng gài nhưng mà cái cảm giác khi các bạn cầm trên tay và khi các bạn lay lay như thế này này, nó sẽ không có một cái gì gọi là ọp ẹp gì ở đây cả. Và thực tế thì đây vẫn là một chiếc tản nhiệt dạng đứng thông thường thôi, và nó sẽ có 4 ống đồng tản nhiệt và phần đế bên dưới nó vẫn sẽ là 4 ống tiếp xúc trực tiếp với CPU. Nhưng cái điểm khác biệt ở đây so với những cái sản phẩm còn lại đó là 4 chiếc ống này nó được gia công rất là kỹ và nó nằm rất xít nhau, và nó hứa hẹn sẽ cho các bạn là một cái hiệu năng cực kỳ tốt khi các bạn sử dụng chung với những chiếc tản nhiệt cao cấp từ 9700K trở xuống. Và một điểm hay nữa mà mình thấy cảm thấy ở sản phẩm này đó chính là cái phụ kiện dành cho nó rất là nhiều. Nó hỗ trợ rất rất nhiều socket, bao gồm cả những socket của AMD như AM4 hay AM3 hay là kể cả những socket cũ hơn cũng có. Và đặc biệt là nó cũng có hỗ trợ cả những cái socket Intel phổ biến như là 115X hoặc là 2011 thì nó đều chạy được cả. Và cái thiết kế ở đây thì như các bạn đang thấy thì sẽ có hình hoa văn chữ X ở đây, và nó sẽ từng lá tản này nó sẽ có cái hoa văn như thế này luôn.
Và có lẽ đây là cái lý do tại sao khiến cho CM họ mới đặt tên sản phẩm này là 212X, chứ không phải bình thường mà tự nhiên họ lại làm như vậy. Đến với vị trí cuối cùng thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một sản phẩm của Deepcool. Như ở đây thì mình đang có chiếc Deepcool Lucifer V2 và nó đang có mức giá bán lẻ là 890.000 đồng. Nó cực kỳ tương đồng với chiếc Cooler Master Hyper 212X mà mình vừa giới thiệu. Tuy nhiên thì nhìn vào cảm quan ban đầu thôi thì hẳn các bạn cũng đã thấy đây là một sản phẩm cao cấp rồi. Tại vì là ban đầu Deepcool định hướng cho nó là một sản phẩm gọi là trung cấp cơ. Cái mức giá ban đầu khi ra mắt của nó là 1.600.000, chứ không phải là mức giá hiện tại mà các bạn đang thấy. Và các bạn thấy sự cao cấp của nó sẽ thể hiện ở một điều, đó chính là cái kích cỡ của nó cực kỳ lớn, cực kỳ to và rất hầm hố. Và chúng ta sẽ có hệ thống tản nhiệt bao gồm 6 ống đồng ở đây và một chiếc quạt 14cm màu xanh, rất là ngầu. Tuy nhiên thì nó sẽ không có đèn LED. Và cái sự cao cấp của nó còn thể hiện ở phần mặt đế này, khi là mặt đế của nó làm bằng đồng và được mạ niken. Cái việc mạ niken thì nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta là có một cái ngoại hình tốt hơn và đồng thời là sẽ không bị oxy hóa theo thời gian. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng nó lâu dài và vẫn giữ được cái ngoại hình bóng bẩy như lúc mới mua ban đầu như thế này. Và cũng giống như chiếc 212X thì cái phụ kiện của nó cũng rất nhiều và nó cũng hỗ trợ rất nhiều socket, bao gồm cả AM4 cũng như là một số socket của Intel. Đặc biệt là với cái socket Intel là 775 thì nó cũng hỗ trợ luôn. Mình thì rất khó tìm được ra một cái gì đấy để chê cái sản phẩm này được, bởi vì là nó vốn đã quá hoàn hảo rồi. Cái mà mình có thể là hơi lo ngại một chút đó chính là cũng vì cái kích cỡ của nó luôn, tại vì là không phải chiếc vỏ cây nào cũng sẽ phù hợp với chiếc tản này. Và đặc biệt là với thiết kế nó cũng không nghiêng ra giống như chiếc ID Cooling ở đây, cho nên là mình nghĩ là cái khả năng cấn RAM ấy nó cũng sẽ rất là cao luôn. Một lý do nữa khiến bọn mình phải sử dụng chiếc Intel Core i7-9700K trong bài test này, đó là khi các bạn sử dụng cả 5 chiếc tản nhiệt này cho những CPU trung cấp từ i5-9400F trở xuống hoặc là Intel Phantom G ấy, thì cái hiệu năng mà nó mang lại nó khá là tương đồng, bởi vì là những chiếc CPU đó thực tế nó không tỏa quá nhiều nhiệt. Đơn cử như chiếc i5-9400F bọn mình hay thử trong những bài test khác, thì khi mà sử dụng chung với tất cả những chiếc tản nhiệt này thì khi mà stress test ở mức 100% và trong thời gian lâu như thế nào đi chăng nữa thì tất cả chiếc tản này đều có thể đáp ứng được cho chiếc i5-9400F ở mức khoảng từ 50-60°C mà nó không thể hơn lên được. Bọn mình đoán là có khi là đó là cái giới hạn của chiếc CPU đó rồi và bản thân nó sẽ không thể lên nhiệt độ cao hơn được nữa. Thế nên là cái việc mà bọn mình sử dụng i7-9700K nó là điều cần thiết. Và nếu mà nói về việc các bạn có nên nâng cấp tản nhiệt cho những chiếc CPU tầm trung trở xuống hay không thì mình vẫn nghĩ đó là một cái sự nâng cấp đáng giá, tại vì là nếu so với tản stock thì khi các bạn sử dụng ấy thì các bạn đến một mức nào đó thì cái quạt của tản stock nó sẽ kêu rất là to và nó sẽ là cực kỳ đáng sợ khi các bạn là sử dụng máy tính vào buổi đêm. Còn đối với những chiếc tản này thì sao, thì khi mà có một cái thiết kế tốt như thế này, một cái gọi là hệ thống lưu lâu thông khí tốt như này ấy, thì các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm được về cái nhiệt độ của CPU các bạn đang chạy. Và khi đó thì chiếc quạt các bạn sẽ không phải chạy quá là nhiều nữa và từ đó thì tiếng ồn sẽ giảm xuống. Và để an toàn thì đối với chiếc 9700K bọn mình sẽ không để mức xung OC gì cả, bọn mình sẽ để mức xung cơ bản thôi và sẽ để cho nó boost tự nhiên lên cái mức xung là 4.6GHz theo công bố của Intel. Tại vì dù gì thì nếu các bạn đã có ý định ép xung thì các bạn khuyên các bạn vẫn sẽ nên sử dụng những cái tản all-in-one hoặc là cả custom dạng cao cấp hơn thì sẽ ok hơn. Còn đấy, thì trong bài test này thì vì lý do an toàn thì bọn mình sẽ chỉ sử dụng cái mức xung cơ bản là thôi. Trở lại bài test với 9700K thì với mức xung cơ bản là 4.6GHz, ở mức boost thì chiếc tản stock cùng chiếc Foregame G500 đã bị loại ngay lập tức khi nhiệt độ thấp nhất mà chúng đạt được cũng lên đến là 93 độ rồi và cao nhất là chạm mức trên 100 độ C. Điều này không nằm ngoài dự toán ban đầu của mình, bởi vì những chiếc tản nằm ngang chưa bao giờ thể hiện tốt khi đi kèm với những CPU cao cấp cả. Và khi ai đó cố dùng những sản phẩm này sẽ gây ra nhiều vấn đề không chỉ riêng cho CPU mà còn trong những linh kiện khác. Bốn cái tên còn lại thì đều là tản đứng và có ống đồng tiếp xúc trực tiếp với CPU và hệ thống quạt chất lượng hơn hẳn, thì có thể thấy sự bám đuổi rất sát đến từ ba đại diện của ID Cooling, Deepcool và Cooler Master. Nhiệt độ duy trì ổn định ở mức từ 70-83°C. Mức này vẫn thuộc ngưỡng an toàn và chấp nhận được. Và đến đây thì chúng ta phải dành lời khen cho chiếc ID Cooling khi nó có mức giá rẻ nhưng vẫn đủ khả năng cạnh tranh rất sòng phẳng với hai cái tên đắt tiền hơn hẳn ở trong cùng phân khúc. Ấn tượng nhất dĩ nhiên sẽ là chiếc Lucifer V2. Nhìn vào bảng tổng sắp thì chúng ta sẽ thấy hiệu năng nó dễ dàng đè bẹp những đối thủ trong cùng tầm giá. Nhiệt độ khi chạy ở mức xung 4.6GHz chỉ rơi vào khoảng từ 64-76 độ mà thôi. Và đây là mức xung cực kỳ ổn và một cái gọi là nhiệt độ cũng rất là tốt cho một chiếc tản khí như thế này. Và nó có hiệu năng hoàn toàn có thể so sánh được với những chiếc tản all-in-one giá rẻ. Chắc hẳn sẽ có một số người thắc mắc rằng là nếu để gọi là làm những công việc cơ bản như là làm văn bản hay là xem YouTube thôi thì chiếc 9700K sẽ không nóng lắm. Vậy thì có cần thiết phải mua thêm những chiếc tản nhiệt ở hãng thứ ba như thế này hay không? Thì mình cũng nói luôn là nếu để cho những công việc cơ bản như là xem web YouTube này, chơi web game hay là làm Excel thì chiếc 9700K kể cả khi dùng chung với chiếc tản stock thì nó cũng chỉ có nhiệt độ từ 40-50 độ mà thôi. Và vì như thế trên lý thuyết thì một chiếc tản stock vẫn có thể là đáp ứng được cho một chiếc 9700K khi nó làm những công việc cơ bản như vậy.
Tuy nhiên thực tế thì mình thấy rằng là sẽ có rất ít người mua 9700K về chỉ để làm những công việc như thế. Cho nên là chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua và không đi sâu vào vấn đề này. Như vậy vừa rồi là 5 chiếc tản nhiệt có mức giá dưới 1 triệu đồng mà các bạn có thể mua được ở Hà Nội Computer tại thời điểm hiện tại. Mình rất là nóng lòng muốn biết là các bạn sẽ chọn cái tên nào trong số 5 cái tên này. Và đối với mình thì có lẽ chắc chắn mình sẽ chọn cho mình là chiếc Lucifer V2, tại vì là nó có một cái thiết kế rất là đẹp và hiệu năng mà mang lại là vô cùng tốt. Còn các bạn chọn cái nào thì hoàn toàn có thể để lại ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn đây, nếu đây là lần đầu các bạn đến với Hà Nội Computer thì các bạn hãy bấm cho mình vào cái nút đăng ký ở phía dưới cùng với nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào bọn mình sẽ ra trong tương lai. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.